Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 thành công, chiều ngày 7 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết kỳ họp về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể và các huyện thị thành phố. Kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 diễn ra từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 12 năm 2021 đã thống nhất thông qua 20 nghị quyết là cơ sở pháp lý tiền đề quan trọng để Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022. Trong các nghị quyết mà Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua, có 3 nghị quyết rất quan trọng là nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, nghị quyết về giao vốn ngân sách nhà nước năm 2022 và nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Theo đó, nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã cụ thể hóa 19 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 thành 32 chỉ tiêu. Trong đó, lĩnh vực kinh tế có 14 chỉ tiêu, lĩnh vực văn hóa xã hội có 12 chỉ tiêu, lĩnh vực môi trường có 6 chỉ tiêu, với 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp rất cụ thể, trọng tâm để Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp chính quyền tổ chức thực hiện. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng giao kế hoạch tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,5%, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 15.500 tỷ đồng, có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, giảm 4% tỷ lệ hộ nghèo. Tổng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022 là 4.600 tỷ đồng, trong đó thu cân đối ngân sách 2.180 tỷ đồng. Thu tiền thuê đất trả tiền một lần 150 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất trên 1.800 tỷ đồng. Dự toán thu ngân sách địa phương bao gồm ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp và thu bổ sung từ ngân sách trung ương là gần 12.000 tỷ đồng, dự toán chi ngân sách địa phương hơn 12.000 tỷ đồng. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 là trên 3.900 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn đầu tư công gần 3.500 tỷ đồng, vốn sự nghiệp ngân sách cấp tỉnh trên 400 tỷ đồng. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 đã xác định rất cụ thể chủ đề của năm là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, duy trì phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, gắn với phương châm hành động quyết liệt, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả. Trên cơ sở các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022, Tỉnh ủy sẽ ban hành chương trình hành động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng sẽ ban hành chương trình hành động để triển khai thực hiện. Do vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, căn cứ chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022, xây dựng kế hoạch có giải pháp cụ thể, tổ chức triển khai ngay các chỉ tiêu nhiệm vụ. Để hoàn thành dự toán ngân sách năm 2022, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu các sở ngành địa phương xây dựng dự toán và giao ngay nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc, sát với khả năng và tình hình thực tế, đảm bảo tối thiểu bằng mức dự toán thu ngân sách được tỉnh giao. Đối với nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cho biết, đến nay Trung ương chưa quyết định đầu tư chương trình, cũng như chưa ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn các chương trình mục tiêu quốc gia và chưa giao kế hoạch vốn cho các địa phương, do đó chưa có cơ sở phân bổ chi tiết. Ngay sau khi Trung ương giao, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ phân bổ và giao nhiệm vụ cho các đơn vị địa phương triển khai thực hiện. Để hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2022, theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trình Hội đồng Nhân dân cung cấp thông qua và thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch vốn 2022 bảo đảm đúng quy định của Luật Đầu tư công, đồng thời căn cứ vốn kế hoạch được giao chịu trách nhiệm chỉ đạo điều hành các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án ngay từ đầu năm. Ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước được giao, các địa phương cần chủ động tìm kiếm, huy động các nguồn lực đầu tư khác, nhất là nguồn lực đầu tư từ doanh nghiệp và trong nhân dân để giảm bớt gánh nặng đầu tư từ ngân sách nhà nước. Đối với các nghị quyết khác của Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa thông qua tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành có liên quan kịp thời tham mưu triển khai thực hiện. Thời gian từ nay đến hết năm 2021 không còn nhiều, trong khi đó khối lượng công việc còn rất lớn. Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2021, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn
yêu cầu các sở ngành địa phương căn cứ theo chức năng nhiệm vụ, phạm vi quản lý khẩn trương rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, tập trung cao độ triển khai quyết liệt đồng bộ, tăng tốc hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, chương trình hành động số 02 của Ủy ban nhân dân tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, đặc biệt là đối với lĩnh vực thu chi ngân sách, phòng chống dịch bệnh COVID-19 và giải ngân vốn đầu tư công.